sự tham gia chủ động của người dân trong quản lý rừng đặc dụng đem lại không chỉ hiệu quả bảo vệ rừng mà còn mở ra những lợi ích thiết thực cho cộng đồng trong tiếp cận nguồn tài nguyên và phát triển kinh tế vùng đệm. Tuy nhiên, sự tham gia của người dân chỉ có thể thực sự được đảm bảo và có hiệu quả khi nó được sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên quan. Những giá trị nhiều mặt và phạm vi ảnh hưởng rộng của tài nguyên rừng là động lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng phối hợp quản lý bảo vệ rừng. Trách nhiệm của chủ rừng đặc dụng được giao cho ban quản lý khu bảo tồn, nhưng cùng với đó, vai trò của chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện và các hạt kiểm lâm huyện đối với công tác bảo vệ rừng trên địa bàn cũng được pháp luật quy định. Các doanh nghiệp tư nhân có hoạt động trong phạm vi gần rừng, chịu ảnh hưởng hoặc có ảnh hưởng tới rừng cũng là bên liên quan quan trọng. Các tổ chức xã hội, các cơ quan quan tâm đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ trong khu bảo tồn cũng là một thành phần quan trọng trong mô hình phối hợp đồng quản lý rừng đặc dụng. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình, bên cạnh việc thúc đẩy các ban tự quản lâm nghiệp đại diện cho cộng đồng, thôn xóm tham gia quản lý khu bảo tồn, thì cũng đã hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ban quản lý và chính quyền các xã vùng giáp danh. Tháng 9 năm 2011, sau khi cùng thảo luận chi tiết, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông và lãnh đạo 7 xã vùng đệm thuộc huyện Tân Lạc và Lạc Sơn đã đi đến thống nhất phương án phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với phát triển sinh kế vùng giáp danh. Phương án này đã xác định nội dung, hình thức và cơ chế phối hợp tập trung, thống nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại đây. Những nội dung phối hợp giữa ban quản lý khu bảo tồn và chính quyền các xã trong phương án này bao gồm việc xác định và quản lý ranh giới rừng đặc dụng, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương, thực thi pháp luật bảo vệ rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên và địa bàn các xã, quản lý tài nguyên rừng bền vững và phát triển sinh kế dân cư cộng đồng khu vực giáp danh. Tháng 10 năm 2012, nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông cùng hạt kiểm lâm hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Nhân dân các xã vùng giáp danh khu bảo tồn đã đi đến thống nhất ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng. Việc thực thi pháp luật bảo vệ rừng ở đây do đó đã hình thành được khuôn khổ, quy định chung, đảm bảo sự phối hợp giữa các bên liên quan rất rõ ràng và chặt chẽ. Công tác quản lý bảo vệ rừng của hạt kiểm lâm huyện Tân Lạc cũng như là sự phối kết hợp giữa hạt kiểm lâm với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn Ngổ Luông trong nhiều năm qua, giữa hạt và khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn Ngổ Luông đã xây dựng cái quy chế phối hợp giữa ba bên, đó là hạt kiểm lâm huyện, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn và ủy ban nhân dân các xã nằm ở trong khu bảo tồn. Việc phối kết hợp đã mang lại cái hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đó là cái sự phối kết hợp từ cái khâu tuyên truyền cho đến khâu tổ chức tuần tra kiểm tra rồi là truy quét đuổi cái số lượng người mà vào rừng để mà khai thác rừng, buôn bán lâm sản hoặc là thu hái những cái nguyên liệu dược liệu quý hiếm có trong cái sách đỏ cũng như là các cái loại phong lan. Thì trong năm qua thì từ đầu năm, tức là trong năm nay ấy, từ đầu năm đến nay là cái sự phối kết hợp của hạt kiểm lâm và khu bảo tồn cũng như chính quyền các xã trong huyện thì đã hạt kiểm lâm đã bắt và xử lý 7 vụ vi phạm về khai thác và buôn bán lâm sản trên địa bàn huyện với cái số lượng lâm sản thu được là gần 7 mét khối gỗ các loại và xử lý hành chính phạt nộp ngân sách nhà nước là 190 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Rời Hòa Bình, chúng ta đến với vùng rừng núi Tây Bắc, nơi có một khu bảo tồn với diện tích rộng trên 20.000 hectare. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái được thành lập vào năm 2006,
nhằm bảo vệ loài vượn đen tuyền, một loài linh trưởng đang bị đe dọa ở mức cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Khu bảo tồn này còn ẩn chứa hàng trăm loài động thực vật quý hiếm khác, đặc trưng riêng của vùng núi cao Tây Bắc mà còn ít được biết đến, đang chờ đợi sự phát hiện, mô tả, ghi nhận của các nhà khoa học. Mù Căng Chải cũng là quê hương của đồng bào dân tộc Mông, cùng với tập quán canh tác lúa nước trên các lớp ruộng bậc thang. Những khoảng ruộng bậc thang ven chân đồi, trên sườn núi, đan xen với những cánh rừng thông bạt ngàn, những ngôi nhà gỗ, vườn tược của người Mông là nét đẹp cuốn hút của khu vực này. Là khu bảo tồn, còn trữ lượng rừng rất giàu với nhiều loài gỗ quý nổi tiếng được ưa chuộng như gỗ pơ mu, nên khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải không tránh khỏi những xâm hại tới tài nguyên rừng. Cho dù việc khai thác gỗ trong khu bảo tồn mới chỉ ở mức để phục vụ cho nhu cầu làm nhà và gỗ cùi của người dân địa phương, việc buôn bán gỗ ra ngoài hầu như ít gặp, nhưng lượng dân cư tương đối đông sống quanh khu vực bảo tồn thì việc khai thác gỗ và lâm sản cũng ảnh hưởng đáng kể tới tài nguyên rừng tại đây. Tập quán canh tác, trồng thảo quả dưới tán rừng tự nhiên, tập quán săn bắt các loài động vật hoang dã trong rừng của đồng bào Mông ở đây cũng luôn là vấn đề cần được kiểm soát hiệu quả, tránh những ảnh hưởng xấu đến loài vượn đen tuyền cũng như tới cả sinh cảnh chung của khu bảo tồn. Rừng Mù Căng Chải phát triển trên núi đất có một mùa hanh khô và lạnh, cộng với tập quán phát nương làm rẫy của người dân, làm cho khả năng cháy rừng luôn là một đe dọa thường trực trong mùa khô ở đây. Nhằm hỗ trợ cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn Mù Căng Chải trong việc quản lý bảo vệ rừng, ngay từ khi khu bảo tồn mới ra đời, một hội đồng bảo vệ rừng cấp huyện đã được thành lập. Tháng 10 năm 2011, với sự thúc đẩy của dự án đồng quản lý rừng đặc dụng, với sự tài trợ của Ủy ban châu Âu và Quỹ Pho, Hội đồng Bảo vệ rừng Mù Căng Chải đã được kiện toàn về cả tổ chức lẫn chức năng nhiệm vụ. Trách nhiệm của hội đồng được xác định là cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng với Ban Quản lý Khu Bảo tồn Mù Căng Chải, tham mưu tư vấn cho Ban Quản lý trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, là cầu nối để triển khai các chương trình quản lý bảo vệ rừng giữa Ban Quản lý Khu Bảo tồn tới người dân. Hội đồng Bảo vệ rừng Mù Căng Chải bao gồm 14 thành viên là đại diện các ban ngành chức năng ở huyện, đại diện kiểm lâm khu bảo tồn, lãnh đạo các xã, các thôn trong khu bảo tồn. Các thành viên hoạt động trao đổi thông tin với nhau qua các buổi họp định kỳ hàng quý. Những lĩnh vực hoạt động được bàn thảo, lập kế hoạch và phân chia công việc giữa các thành viên ở đây bao gồm công tác quản lý loài và cảnh quan, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, thực thi pháp luật bảo vệ rừng, phát triển sinh kế vùng đệm, nghiên cứu khoa học trong khu bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái. Việc thành lập Hội đồng Quản lý ở khu bảo tồn Mù Căng Chải hoàn toàn phù hợp với quyết định mới ban hành đầu năm 2012 của Chính phủ về cách thức tổ chức cơ chế cho đồng quản lý đối với rừng đặc dụng. Trong lĩnh vực thực thi pháp luật ở khu bảo tồn Mù Căng Chải, việc bảo vệ rừng ở những điểm trọng yếu được tăng cường bởi một tổ bảo vệ rừng chuyên trách. Chúng tôi theo chân các thành viên tổ bảo vệ rừng tiếp cận khu rừng nguyên sinh tại xã Chế Tạo của huyện Mù Căng Chải. Đường vào rừng Chế Tạo vô cùng khó khăn với nhiều cung đường chưa được làm xong, hẹp, dốc gần như dựng đứng. Trời mưa bất chợt khiến cho bùn đất trên mặt đường trơn và lầy, làm cho hành trình tiếp cận với khu rừng nguyên sinh của chúng tôi thêm bội phần vất vả. Và những thành viên của tổ tuần tra rừng cho biết, bất kể ngày nắng hay mưa, các anh vẫn làm nhiệm vụ của mình. Nếu không phải là những người dân sinh sống tại địa phương, thì khó ai có thể thực hiện được công việc tuần tra bảo vệ này thường xuyên liên tục như vậy, cho dù được trả công đến đâu. Anh có thể giới thiệu đôi nét về những cái giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải? Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải là một cái khu bảo tồn điển hình, hiện nay đang nằm ở cái dãy Hoàng Liên Sơn, sót lại của phía tây của các cái tỉnh miền Bắc. Thì khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải có tổng diện tích là 20.292,2 hectare.
Hiện nay trong khu bảo tồn chúng tôi đang bảo vệ, thế nên là có tới 4 loài đặc hữu hiện nay. Là có cái đầu tiên là nó đến cái loài vượn đen tuyền, là một loài đặc hữu của Việt Nam. Hiện nay trong cái khu bảo tồn thì còn có 47 cá thể cho 12 đàn. Trong cái khu vực hiện nay mình đang đứng đây là cái khu vực số 2, nó nằm trong khu vực xã chế tạo. Thì hiện nay trong khu vực này có 4 đàn đang sống ở xung quanh. Còn bên là háng là khu vực số 1 thì có 9 đàn nữa, là tổng cộng là 14 đàn. Thì ngoài hai cái vượn đen tuyền đến đây còn có các cái loài là niệp của hung và con cũng là một cái loài đặc hữu của mình. Hai nữa là có cái con beo lửa, con gấu và sơn dương cũng là các cái loài nằm trong danh sách đỏ hiện nay của quốc tế. Thì chúng tôi hiện nay là đang tăng cường cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như là cái thực thi pháp luật. Thì trong quá trình thực thi pháp luật và quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và tham mưu cho tất cả các xã, có 5 xã nằm trong khu bảo tồn để tổ chức thành lập được 4 tổ tuần rừng, là tổ tuần rừng cộng đồng, do cộng đồng đề cử lên tham gia cùng với ban quản lý. Thì hiện nay thì ban quản lý khu bảo tồn vẫn chỉ là kinh nghiệm, vẫn chưa có cán bộ chuyên môn riêng vì vẫn phụ thuộc vào kiểm lâm, nên là cái tác động cũng như là cái khả năng mà quản lý tốt cái khu bảo tồn đây là một cái khó khăn lớn trong công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay. Khi mà người dân tham gia vào các cái tổ rừng cộng đồng như vậy thì cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân khi mà tham gia vào trong cái tổ bảo vệ rừng cộng đồng này thì sẽ như thế nào? Vâng, thì hiện nay cái tổ tuần rừng của cộng đồng là được sự chi trả của ban tổ chức, như tổ chức FAI Việt Nam. Thì một tháng lương của tổ tuần rừng hiện nay là được hỗ trợ mỗi người 1.400.000 đồng trên một người. Ngoài cái tiền hỗ trợ của dự án FAI thì khu bảo tồn hiện nay cũng đang được hưởng cái chính sách 30E và 661 của chính phủ. Thì trong cái tổ tuần rừng cũng như là người dân cộng đồng đây, ngoài cái của tuần rừng ra thì người dân vẫn được hưởng cái số tiền 30E một tháng. Một năm thì chúng tôi chi trả là 200.000 trên một hecta cho cộng đồng. Thì từ cái được hưởng cái chính sách như vậy thì bà con cũng trực tiếp tham gia cùng với người ban quản lý và tổ tuần tra cộng đồng để tham gia tuần tra vào những cái tháng cao điểm, ví dụ như là vào mùa khô hay là mùa nhàn rỗi mà người ta hay vào rừng thì cộng đồng cũng tham gia tuần tra cùng với ban quản lý. Do lực lượng kiểm lâm của khu bảo tồn mỏng lại phải kiêm nhiệm nên công tác tuần tra bảo vệ rừng một khu vực rộng lớn ở Mù Căng Chải không thể không có sự hỗ trợ của tổ tuần rừng địa phương. Hơn 10 thành viên tổ tuần rừng chuyên trách này làm nhiệm vụ vừa tuần tra, phát hiện các vi phạm, tạm giữ tang vật, báo tin cho lực lượng kiểm lâm tới xử lý, vừa theo dõi, giám sát tài nguyên rừng, cháy rừng và nhất là thu thập thông tin về hiện trạng của loài vượn đen tuyền, hỗ trợ các chuyến điều tra, nghiên cứu về loài và sinh cảnh trong khu bảo tồn. Trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý loài và cảnh quan tại 5 xã trong vùng đệm của khu bảo tồn Mù Căng Chải đều đã thành lập các tổ phối hợp như một phần mở rộng của hội đồng quản lý cấp huyện. Tổ phối hợp cấp xã này bao gồm đại diện các ban ngành, các tổ chức quần chúng đoàn thể trong xã. Tổ phối hợp cấp xã là đơn vị hỗ trợ hội đồng quản lý cấp huyện và ban quản lý khu bảo tồn triển khai các hoạt động trong địa bàn xã. Ở các thôn giáp rừng đặc dụng cũng hình thành các tổ thực hiện dưới sự chỉ đạo của tổ phối hợp cấp xã. Tổ thực hiện ở cấp thôn thực hiện những hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bảo vệ rừng tại thôn bản. Diện tía của thôn năm nay rừng Sơn Tra thì thả quả là cái dự án để đầu tư một khoản vốn để
mình trồng sơn tra thay thế thảo quả để đời lâu năm lâu dài để phát triển kinh tế cho bà con năm sau nữa. Thì năm nay là dự án cũng có một khoản tiền để hỗ trợ là trồng sơn tra, là trồng có cả cây giống này, nhưng mà cây giống là bà con mình tự làm, mà dự án thì hỗ trợ một ít tiền để cho bà con. Và cái thứ nhớ như thế, cái thứ hai nữa là có lại hỗ trợ một ít phân để bông cho nó phát triển tốt, mà có cả kỹ thuật để trồng để cho đảm bảo để lâu năm lâu dài. Thì bây giờ trong bản mình là tổng số là 80 mô hộ là được tham gia vào cái dự án trồng sơn tra. Thì chia theo 20.000 cây là chia cho 80 mô hộ, mỗi hộ được 240 cây trên một hộ. Thì bây giờ tỷ lệ là cũng trồng hết rồi. Nhưng mà sống tổng khoảng 90% trở lên. Và bây giờ cũng phát triển tốt. Một buổi họp tại thôn Lả Khắt, huyện Nậm Khắt được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm về việc thực hiện trồng cây táo mèo trong thôn trong vụ vừa qua. Những cuộc họp thôn thường xuyên giúp người dân có đầy đủ thông tin hơn về khu bảo tồn, về những hỗ trợ mà khu bảo tồn đem lại cho cộng đồng. Đồng thời, qua họp thôn, các cán bộ khu bảo tồn, cán bộ tổ thực hiện và tổ phối hợp ở thôn xã nắm được rõ hơn tâm tư nguyện vọng của bà con đối với việc sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên rừng trong khu vực. Trên láng anh trang nô đấy là anh cố luận mới lẽ có cả 30 đến 40 tổ ong ở trên đấy. Vâng, thế anh có cái tổ ong mới lẽ trồng ít táo để trang nô lượng gà ở trên đấy để khỏi nó chuẩn bị xuống, chuẩn bị giặc dịch cũng giặc không cô ạ. Năm nay thì anh cũng đỡ một tí vòng, bởi vì anh có mấy tổ ong ở trên đấy, là còn anh gia đình anh là có cả 6 người gia đình thôi, nhưng mà anh trồng táo đây nó mấy tổ ong mới lại nôn gà nôn lợn thì anh cũng đỡ một tí, nó khá để nó dặn được cái giảm nghèo. Đây là vùng đất đồi núi chọc sau nương rẫy đã bị bỏ hoang sau nhiều năm canh tác của người dân địa phương. Và tại vùng đất này thì mô hình trồng táo mèo do tổ thực hiện tại thôn Lả Khắt đã được triển khai để nhằm phủ xanh đất chống đồi chọc, đồng thời cũng tạo sinh kế cho người dân địa phương ở đây. Và qua đó thì cũng nhằm ngăn chặn những cái hành vi xâm hại vào vùng lõi của khu bảo tồn. Trong chương trình hỗ trợ trồng táo mèo, loài cây đặc sản của núi rừng Yên Bái, tại thôn Lả Khắt, mỗi hộ dân trong thôn được tổ thực hiện cung cấp khoảng 240 cây giống để trồng trên các khu đất trống, đất bỏ hoang hóa sau nương rẫy. Những nơi người dân trồng táo mèo thành công sẽ được đánh dấu trên bản đồ và được chính quyền xã xác nhận. Nhờ đó, người dân được công nhận quyền hợp pháp của mình đối với cây trồng lưu niên và quyền sử dụng quỹ đất trống, đất hoang hóa của xã vào mục đích trồng cây gây rừng, phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình sinh kế của cái khu cho hỗ trợ cho cộng đồng địa phương trong cái sống quanh và trong khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải thì dự án đã tìm ra được cái 5 cái mô hình, 5 cái thôn sống quanh vùng đệm của cái khu bảo tồn loài và sinh cảnh này thì cũng đã hỗ trợ một số các cái mô hình, như là ví dụ như các cái thôn, có những thôn thì là về nuôi ngan bản địa, có những thôn thì lại trồng táo mèo, có những thôn thì lại hỗ trợ cho chị em phụ nữ xây dựng cái khôi phục lại cái ngành nghề thổ cẩm đã bị mai một tại địa phương. Thì cái mục tiêu của cái dự án là mong muốn làm sao cho cộng đồng địa phương đóng góp tích cực hơn nữa trong cái vấn đề mà quản lý bảo vệ rừng. Thì để làm được cái việc đấy thì cán bộ dự án và cũng ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh cũng xét thấy rằng làm được điều đấy thì phải làm cho người dân cơm no, áo ấm, và điều đấy thì cần phải hỗ trợ, đặc biệt là cái vấn đề sinh kế cho người dân. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề về nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương, giáo dục cộng đồng địa phương cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng sao mà cho nó bền vững và hiệu quả.
Cán bộ khu bảo tồn phối hợp cùng với cán bộ dự án, cán bộ thôn xã cùng hỗ trợ người dân từ công đoạn gieo trồng, chăm sóc cây con đến chuẩn bị đất trồng, trồng cây và chăm sóc định kỳ. Mỗi cây táo mèo bắt rễ nảy chồi trên đất hoang hứa hẹn mang đến nguồn thu trong tương lai cho người trồng và cũng là một cây trong cánh rừng phục hồi ở vùng giáp danh khu bảo tồn. Những vườn táo mèo ven rừng của người dân như vậy là những phên rậu bảo vệ tốt nhất cho rừng đặc dụng khỏi bị xâm canh hoặc bị người ngoài xâm nhập vào chặt phá rừng. Hiện nay nhà tôi trồng 2 hecta táo mèo, cái hạt đẹp táo to xong là mình bỏ lấy hạt để ông bầu, xong là bầu nó lên cao tầm khoảng 30 đến 40 cm thì nó mới bắt đầu trồng ạ. Quá trình trồng như thế thì mình có phải chăm sóc phân bón gì nhiều không ạ? Còn nó có sâu bệnh không ạ? Phải chăm sóc về cái phân hắc hò là phân trồng trâu trồng bò ấy. Hiện nay diện tích rừng trồng táo mèo nhà anh thì trước kia là trồng lúa nương hay là đất rừng tự nhiên hay là đất trồng đất rừng sản xuất ạ? Trước kia nó là lúa nương, nông cũ xong là bắt đầu dòng sản xuất để phát trồng táo thôi ạ. Thế hiện nay thì một năm thì trồng táo thì nhà mình thu hoạch được bao nhiêu? Nó trước kia nó chưa kia tổng hộ, bây giờ mới có cái dự án của khu bảo tồn là mới quy hoạch tổng hộ một khu vậy. Để nhằm ổn định đời sống cũng như là phát triển kinh tế của các xã vùng đệm của khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải thì nhiều hoạt động mô hình kinh tế đã được triển khai và đây là một trong những cái mô hình được triển khai tại xã Dế Sú Phình, huyện Mù Căng Chải. Mô hình đã thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ tham gia vào dệt thổ cẩm và cái việc dệt thổ cẩm như thế này một phần cũng góp phần bảo tồn những cái giá trị văn hóa của người Mông và bên cạnh đó thì cũng tạo ra thêm thu nhập cho chị em phụ nữ để có thể ổn định đời sống. Với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm và thúc đẩy sự hợp tác giữa cộng đồng địa phương với khu bảo tồn Mù Căng Chải, tại xã Dế Sú Phình, một tài trợ nhỏ đã được giao cho phụ nữ xã thực hiện nhằm khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mông tại đây. Trong chương trình này, hội phụ nữ xã đã cùng với các cán bộ khu bảo tồn đặt mua các khung dệt về xã rồi tổ chức tập huấn cho 120 chị em tham gia dệt vải. Sản phẩm của chị em là những chiếc khăn thổ cẩm xinh xắn được bày bán cho khách du lịch hoặc cho những phụ nữ sống trong vùng sử dụng. Thu nhập từ bán sản phẩm sẽ được tiếp tục dùng để đầu tư, mua vật liệu, duy trì nghề dệt thổ cẩm ở xã. Hàng ngày chị em ở trong bản vẫn tập trung ở đây để dệt vải thổ cẩm, vui lắm, nhưng lâu rồi chị em mới có nghề tập trung để làm. Người lớn thì dạy cho người nhỏ, vừa làm vừa hướng dẫn để duy trì, chứ nếu không có nghề dệt vải nữa thì buồn lắm. Hợp tác xã ngày càng đông chị em đến dệt vải, ngồi không đủ nhưng vẫn vui lắm. Hiệu quả của việc phối hợp quản lý và phát triển rừng giữa ban quản lý khu bảo tồn với những tổ chức cộng đồng địa phương có thể thấy rõ qua những mô hình thực tế. Trong những năm gần đây, nhà nước đã có nhiều chính sách thúc đẩy thực hiện, triển khai các cách tiếp cận đồng quản lý ở các khu rừng đặc dụng. Tuy nhiên, nguồn tài chính nào để có thể đảm bảo cho quá trình này trên thực tế vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Kết hợp mô hình đồng quản lý rừng với sự tham gia cộng đồng với những cơ chế tài chính mới hay cơ chế tài chính cho giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng hay còn gọi là REC cộng có thể là hướng đi đúng giải quyết được khó khăn này. Tôi cho rằng đây là cái vấn đề mà nó làm cho người dân tại địa phương, đặc biệt là các cái thôn bản và chính quyền xã và các trưởng bản già làng đã tạo thành một cái khối thống nhất để mà giữ rừng và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn. Cái trách nhiệm của người dân được nâng lên. Cái thứ hai nữa là cái thực hiện cái đồng quản lý này thì chúng tôi cũng đưa vào cái chia sẻ lợi ích. Cái chia sẻ lợi ích này
nó tác động ngược trở lại cho người dân đã bỏ công sức ra để bảo vệ rừng. Thế và được hưởng chính sách của nhà nước rồi các chương trình dự án, thế và hưởng được cái sự tăng trưởng từ rừng do cộng đồng này bảo vệ, rừng được phát triển và các loài hệ động thực vật trong rừng được phát triển, được bảo tồn. Thủ tướng Chính phủ thì cho phép Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo cái cơ chế chia sẻ lợi ích trong các cái khu rừng đặc dụng đã tạo ra một cái sự phấn khởi rất là lớn trong người dân, tạo ra cái ý thức về cộng đồng trách nhiệm cũng như cái ý thức về những cái quyền và cái nghĩa vụ của người dân, của cộng đồng trong cái việc bảo tồn rừng và hưởng những cái lợi ích từ rừng. Chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai ở khoảng 500 cái thôn bản ở trong và những cái thôn bản ở vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, mà ở đấy đời sống người dân còn rất khó khăn, họ còn sống phụ thuộc vào rừng. Cái mức là 40 triệu đồng cho một cái cộng đồng như thế thì chủ yếu là để cho cộng đồng có cái kinh phí để tuyên truyền, vận động, lập kế hoạch cũng như là xây dựng những cái quy ước, hương ước trong cái việc bảo vệ rừng. Một phần rất nhỏ trong đó là để giải quyết những cái khó khăn cấp bách của một số hộ khi mà đời sống của họ rất là khó khăn. Đồng quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở trên thực tế là cả một quá trình tổ chức, nâng cao nhận thức, thảo luận tới thực hiện giữa các cơ quan, các cộng đồng người dân có chung mối quan tâm tới sử dụng và gìn giữ tài nguyên rừng. Có những cách làm khác nhau tùy theo điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội ở từng khu bảo tồn, nhưng đều hướng tới sự nâng cao, sự tham gia tích cực của cộng đồng, của chính quyền địa phương vào quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. Những chính sách quản lý của nhà nước cần tạo điều kiện cho quá trình này cả về khuôn khổ pháp luật cũng như tạo ra những cơ chế tài chính phù hợp cho công tác quản lý bảo vệ những tài nguyên rừng quý giá còn lại của nước ta. Thank you.